nha. Chào chị Tư. À, hôm nay ở dưới này có cái dũng nha cả nhà. Cái dũng này cũng không phải dũng nuôi cá nhưng mà dũng tự nhiên. À, này chị Tư với chú Sáu có đem tay lưới theo xuống kéo mớ cá dưới đây, còn có gì mình chiên hoặc nước thì ăn cơm nha cả nhà. Mời cả nhà theo chú Sáu nha. Cả nhà ơi, cái lưới này lưới tự chế. Lưới tự chế cả nhà. Lưới mùng. À, xiềng thì làm bằng xiềng bằng đá nha cả nhà. Xiềng bằng đá làm cái khúc cục 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 cục. Lưới tự chế cả nhà ơi. Chào khán giả đây. Bao thử đi. Nó lên. Ừ, quá trời luôn nè. Ôi quá trời cả nhà ơi. Ừ, cá lồng tăng. Ừ, quá trời luôn. Ừ, một lưới còn nửa ký á. Lấy cái giỏ tôi. Ừ, trắng đỏ ngon ghê không? Quá, ngon quá cả nhà ơi. Đó. Nè, ừ. Ừ, nửa dỗ luôn. Dỗ từ qua thì cả nhà. Không rồi. Úp luôn. Cơ mà là có cái gì đâu. Cá đồng tâm. Chào khán giả nha. Thôi cho cái lưới nó vô đó cào nó đi, lát lên quay nó nữa. Đừng có nằm dưới, nó nằm ở trên cơ mà. Đó, cái lưới này mới nhiều nè. Nó nằm ở trên nên sao chứ nó nằm ở dưới sao? Ừ, coi nó lội lên xong luôn kìa. Nó lội lên xong luôn, thứ ghê thiệt chứ. Coi nó lội kìa. Đừng có kéo nằm dưới, nằm trên mặt à. Nè nè. Coi kìa, nó lội lên xong luôn. Có cái dũng này không mà cá. Cá này cá một cái cơ cá tâm đá ở tư. Cá lồng tông cả nhà, kéo đây mà nó nổi lên tôm lên cả nhà ơi. Cá lồng tông quá trời luôn cả nhà. Kho tiêu ăn ngon lắm, kho tiêu ăn với cơm là bắt cơm lắm á cả nhà. Ừ. Nó cho nó vô cái tổng bên kia nữa ơi. Nào. Qua thì cái nhà nè. Sao kết cái thùng lại nó lọt qua mấy đây hết. Dỗ vịn vịn đi cho tao vịn đi, lấy dỗ nó chút nó qua cái thau luôn. Đó quá quấy cái bên kia sao tự. Có bên kia nữa hả? Ừ, nó qua bên kia nó hai tầng. Nghe không? Mấy coi. Cái nhà mình thấy nè. Cái này là cưới là ngon. Ừ, một lưới. Ừ, thấy ham ghê không? Thấy ham luôn cả nhà ơi. Có cá sặc. Để xúc lên, xúc lên. Ừ, sợi sói nè cả nhà mình thấy nè, này hai lưới thôi cả nhà, lên thôi cái này mà chiên chiên sồn ngon lắm cả nhà ơi. Cái tư để có tôm to, để tư dùng vũ ra tư có cho cái lỗ ở đâu vũ thì giờ đấy
cái tổng đâu nữa. Đây nè, hai mặt luôn cả nhà ơi. Quay qua. Ừ, qua chừng cả nhà ơi. Cái này đẹp quá ha. Cái này kho tiêu ăn ngon lắm á. Cái này kho tiêu bán cơm đắt lắm á. À, bán cơm này đây. Kho kho tiêu tiêu. Giờ mình ăn. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Để nữa thôi. Kéo qua cái cỡ nửa ký, kéo lại cũng cỡ nửa ký. Kéo tới cái luôn hoài cả nhà ơi. Nhiêu đây là về nhà. Chiên xù rồi, ăn bữa cơm chiều rồi. Ngon luôn cả nhà ơi. Qua chừng cá luôn, bây giờ kéo lên mà nó nổi thôi, lên luôn cả nhà ơi. Nổi quá chừng nổi nè. Cứ hai chị em mà đây là người chị Tư. Kéo qua kéo lại, kéo tới cái luôn cũng có hoài cả nhà ơi. À, dỡ lên đó, đừng có bao vô. Dỡ lên đấy, nhảy lên, nhảy nhảy. Lấy gỗ lên đây. Mai gỗ rồi đi. Nó còn ở trong đây. Nè, cái nhà mình thấy nè. Cứ kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại. Kéo một cái có nhiêu đây cả nhà ơi. Nè. Qua trời ơi, có lỗ ở trong kìa. Ừ. Phần nữa lấy mất con rác kìa. Ờ, cả nhà mình thấy không? Cái hoài có hoài. Cái hoài có hoài cả nhà ơi. Cái lỗ dưới đây nè, sao? Lấy. Có học nãy cái lưới này dưới đây có. Đi vòng qua đó chảo lỗ, lỗ qua đây coi. Đẹp. Ít hơn. Ít hơn. Mà coi trong đây có nằm không? Sao? Hả? Lưới nè cả nhà. Lưới mà được nhiêu đây cả nhà thấy không? Quá chừng luôn. Kéo đi qua, kéo lại, kéo qua lại nó có hoài cả nhà luôn. Cả thao luôn. Mà quay cái bóng, cái chuyển bóng. Có thao cả nhà ha. Ờ, qua chừng ba lưới mà được vô đây cả nhà ơi. Tiếp nữa cả nhà ơi. Kéo đây nhưng mà nó còn nổi còn lờn luôn cả nhà ơi. Cái này kéo phớt lên trên không cần mài xuống dưới đất đâu. Lên xong luôn kìa. Thấy hàm quá. Rồi dỡ lên đi, dỡ lên đại, đừng cho nó vô mé. Chạy vô mé. Lên luôn. Đừng ham, chạy vô mé. Nó nhiều quá đó. Hết rồi. Ủa, lọt mẹ hết rồi. Nó lọt hết dầu. Ít từ trái nãy. Mà đưa nó lọt vô, lỗ đó hết dầu. Lọt nào? Xong rồi, hả? Lọt trăm á. Tôi có đâu? Tôi thấy hết chứ nè. Thôi thôi lên. Cái nhà ơi, có con cái rô bự quá. Bỏ đi. Hả? Bỏ đi cái rô. Không xanh, không xanh đó đi. Thả nó ra. Không xanh ra nó đi. Cái rô này không xanh. Quá trời ơi, chú sắp. Lưới này được, dễ dễ thôi, ta dễ. Nó nổi lên, cũng nhiều, cũng ba lạng. Lưới này được như đây cả nhà. Rồi bỏ vô. Đủ nước kìa. Rồi. Rồi bỏ vô. Nè cả nhà. Đi vô. Quá chừng cả nhà. Quá chừng. Giờ kho tiêu nấu cơm ăn.
có cái vũng nhỏ này thôi cả nhà. Cháu tới cháu lùi, cháu tới cháu lùi. Cũng có chút xíu. Được nhiêu đây nè cả nhà ơi. Được nhiêu đây nè. Quá trời. Có nhiêu hả nhà? Nhiêu đây là cả nhà ơi. Hôm nay đi kéo lưới cũng có nhỏ em gái đứng ở trên. Nó coi. Quá hàng cá. Thôi cái clip này chú Sáu xin tạm dừng ở đây nha. Chào chị Tư luôn. Chào cô Tám luôn. Chúc cả nhà xem clip về chú Sáu kéo lưới ngày hôm nay vui vẻ. Hẹn lại clip sau cả nhà ơi.